Xem nào. Bây giờ cái này là cái menu để nấu ăn. Menu thế. Đúng. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta nấu cái gì trước hả bạn? Mẹ phải tự dính vào. Ờ, có anh luôn là nó tự dính vào.
rồi đấy. Tôm hùm thì thơm quá, nhức cả mũi luôn này, thơm lắm. Rồi, thơm lắm, thơm lắm luôn. Tiếp theo, con tôm hùm đã xong, bây giờ chúng ta nấu món gì vậy bạn? Hẹn các bạn những video lần sau nha. Tạm biệt các bạn.